Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giáp khải hoàn môn cho các bạn xem nhé. Bắt đầu thôi. Thank you.
Mình sơ lược một chút về khải hoàn môn nha. Khải hoàn môn hay đúng hơn bắt đầu tinh tú hoàn môn tiếng Pháp, L'Arc de Triomphe de l'Étoile, là một công trình ở Paris, một trong những biểu tượng lịch sử nổi tiếng của nước Pháp. Nằm giữa quảng trường Étoile Charles de Gaulle, vị trí của khải hoàn môn là điểm cuối của đại lộ Champs-Élysées, khu vực tập trung khách du lịch của thành phố. Vốn là công trình do Napoleon cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội đệ nhất đế chế Pháp, nhưng khải hoàn môn được hoàn thành vào năm 1836 dưới nền quân chủ tháng 7. Ngày nay, khải hoàn môn là một trong những công trình nổi tiếng nhất của Paris và cùng với Champs-Élysées là địa điểm tổ chức các lễ hội, sự kiện hay ăn mừng các chiến thắng thể thao. Với 1.330.738 lượt khách mua vé viếng thăm, khải hoàn môn đứng thứ 10 trong các công trình thu hút nhất của Paris. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi, nhấn subscribe và like nếu mọi người thích nha.